Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình vừa mới nhận được hàng và mình vừa đặt mua được một con thú cưng. Một con thú cưng và người ta vừa mới gửi về cho mình xong, mình quay khoe với các bạn luôn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Hay không? Đấy, các bạn nhìn ra đây là con gì không? Ok, bây giờ mình bỏ ra cho các bạn xem nhé. Trông con em nó bé bé này thôi mà đắt phết đấy các bạn ạ. Ok, mình đã có chuẩn bị một cái hộp để mình nuôi nó đấy. Đợi mãi thì em nó cũng về. Đấy, mình sẽ nuôi em đấy vào trong cái hộp này. Đây, mình để em ấy ra đây. Tráng qua cái hộp đi chưa sạch. Hơi trơn trơn, mình rửa lại. Đấy các bạn ơi, mình đợi mãi thì em ấy cũng về. Không biết có bạn nào có thú chơi em này như mình không, nuôi em này không, trông rất là hay. Đây, mình vừa chuyển góc máy quay để cho các bạn xem rõ hơn nhé. Ủa, chắc thế nhỉ. Đây. Các bạn nhận ra đây là em gì không? Đấy. Trông đẹp không? Đây mình lấy ra nhá. Ra đây em ạ. Ui ui. Em ấy nhảy luôn các bạn ạ. Ok ok, đây đây đây, làm đây cho các bạn xem tí. Đây. Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, đẹp không? Đẹp không? Đấy, mình phải đặt mua mãi. Mãi mới đặt được các bạn ạ. Đấy. Có bạn nào biết tên của em này comment ngay cho mình biết nhá. Trông thích thật. Rồi, giờ mình sẽ thả em ấy xuống đây. Rồi. Mình cho thêm ít nước vào nhá. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong cái em thú cưng mới của mình nhé các bạn ạ. Các bạn nếu cũng thích như mình hãy tặng mình một like, một share video nha. Đấy, mình sẽ quay cảnh video tiếp theo, các video tới mình sẽ quay cảnh chăm sóc em nó nhá. Em này đắt phết đấy các bạn ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nhé.